giống như bất kỳ một cái giải thể thao nào người ta cũng có thể tuyển ngoại binh mà. Giống như bây giờ mấy ông nghĩ đi, nếu như mà cái năm đó mà tôi không từ chối cái lời mời của SKT thì bây giờ tôi qua bên đó tôi đánh support là bây giờ Faker vô địch phải bây giờ phải 5 mùa liên tiếp. Đó là trời giỡn hoài. Đó, nếu mà năm đó mà tôi qua là bắt đầu là tôi đi support, đúng không? Tôi chỉ cần nè, tôi bích con bò. Cái bắt đầu là Faker con tôi là oh, Optimus, enemy mid, Nobu. Ồ đó, tôi chạy ra, tôi chạy con lách làm dầm cái hự. Đó, lụm tiền liền, vô địch chung với thế giới tiếp. Nhật rằng thế nhờ. Thôi đánh con lất đi. Hồi nãy tôi mới mua skin con lất. Rồi, đây. Ui mẹ ơi, giờ tôi có cái skin này rồi mà tôi lại mua cái skin này á. Mình có cái skin hàng hiệu, mình đi mua cái skin thường nữa. Vô. Mình thử để coi skin này nó làm sao. Ôi dồi ôi, hoàng chín suối. Mấy ông có coi Naruto không? Mấy ông biết cuộc chiến của Madara với lại Hashirama không? Xong rồi mấy ông biết cái khúc mà Madara cấy tế bào của Hashirama vô người và thức tỉnh được Rinnegan không? Thực ra là tôi làm ngược lại. Tôi là Hashirama đúng không? Thằng Hoàng Chính Suối là Madara. Hoàng Chính Suối tôi l***. Xong rồi tôi đánh bại thằng Hoàng Chính Suối, xong rồi tôi lấy con Sharingan của nó, tôi cấy lên mắt của tôi thức tỉnh Rinnegan. Wow, chiến chưa? Thằng Hoàng Chính Suối tự nhiên cuối ngày rồi đi vô răng kịch xong rồi thua anh 7 một game mẹ cay sao mà ngủ được trời. Không có tưởng tượng được là làm sao để nó đi ngủ được không? Trời ơi là trời. Né cái quỳ. Né được cái quỳ luôn. Ác ồn. Con mắt. Ồ. Sơn lip bông, sơn đầu cũng đẹp. Ôi hay. Lụm cái đầu nó. Rồi con gánh nó chiến. Ơ kìa, tưởng mày giết được. À bạn đừng nói chiến thế nha. Rồi luôn Vega chín con lính luôn. Thôi Hoàng ơi, Hoàng. Ok. Ok, you win. Em thấy cái túi nó để trên bàn nên em mới lụm chứ bộ mấy anh vô duyên quá à. Mấy anh ngộ quá à. Người ta thấy cái túi nó để trên bàn chứ bộ. Lụm tè. Ai nhẫn liền. Anh Cường Lord of the Ring. Hasaki double kill. Một kill thôi. Rồi có red luôn. Có red luôn, tức thì solo tới chết. Chạy à, chạy à. Chạy à. Rồi xong. Ba mạng. Tàn thật chứ. Chỉ mà không giết kịp nó tôi. Trời ơi Gagat ơi sao lại e lính. Này nó sống nó cắn lử luôn á. Nó ngon chóét luôn anh em à. Nó ngon mà nó ngon chóét luôn nè. Nè đó. Cường bị chiến, cường bị chiến. Ao trình. Ao trình Hoàng Chính Suối. Ôi dồi ôi. Chó này mày chấm hỏi không? Ăn hai nước đi. Bế đi luôn cái được không? Nè. Đó, stun nó cho bạn nè. Rồi. Lụp. Sủa. Rồi, rồi, rồi. Ê, cây hem. Cây hem. Cây hem. Mày chạy ra đây thì tao mới cứu được mày chứ.
Hay. Khoái khoái ra cách khoái. Sao mà đỡ được. Quá ao kình. Đúng. Quá trời sách luôn, 20 sách luôn rồi. Chỉnh cái đầu nó ra cho anh. À, chó này chơi to à. Mày đi. Ê, có thằng bạn bị cà lâm, BSE muốn giúp nó thì khuyên nó NTNA nhỏ. Anh có một bạn, thằng bạn bị cà lâm á. Anh cũng khuyên nó là thôi, đừng có cờ bạc nữa. Nghe anh. Thế là bây giờ anh ở 3 tỷ 3. Còn thằng bạn của em thì anh chịu. Ôi, rồi vô đã gác. Ừ trời ơi, nó đẹp. Vậy vậy vậy, âm mưu tao phản à. Trời ơi. Cấp nick. À. À.